Trong tập này, Nhật ký hành trình sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo nhất của chàng photographer Tâm Bùi từ chuyến hành trình trên đất Ấn vào tháng 9 năm 2014. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tâm Bùi. Thì công việc hiện tại của mình là chụp ảnh tự do. Thấy rất là thích công việc hiện tại, thấy cuộc sống khá là thoải mái với công việc hiện tại mà mình đã chọn. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, gặp gỡ nhiều đã khiến cho chàng trai sinh năm 1985 luôn giữ trong lòng nhiều suy tư. Mình thấy là mình cần cái gì, mình đang thiếu cái gì, tìm cái gì trong cái cuộc sống này, mình cần phải đi nhiều hơn nữa. Những tập sách ảnh được xuất bản của Tâm Bùi luôn nhận được sự quan tâm từ phía những người yêu thích anh. Những hình ảnh đầy nghệ thuật vẫn đi kèm với những dòng chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng, sâu sắc về đời, về người do chính anh viết ra. Và sau những chuyến đi thì mình cảm thấy là mình học hỏi được rất là nhiều thứ. Tâm đã đi qua cũng khoảng mười mấy nước để đến với chương trình lần này thì Tâm quyết định chọn là mình sẽ nói về đất nước Ấn Độ. Và bây giờ hãy cùng với Tâm Bùi lạc trên đất Ấn. Mang nét huyền bí phương Đông, đất nước Ấn Độ ẩn giấu những nét văn hóa tôn giáo, kiến trúc và lịch sử lâu đời. Những truyền thuyết chất chứa sức quyến rũ riêng biệt, những phong tục độc đáo, tất cả đã tạo nên cho Ấn Độ một màu sắc thần tiên huyền bí. Hành trình trở về với cội nguồn thiêng liêng của đất Phật bên dòng sông Hằng huyền bí thực sự đã trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với bất kỳ du khách nào. Tâm đã có dịp đến Ấn Độ vào tháng 9 năm 2014 thì trời bắt đầu vào mùa thu. Thì nếu mà ở miền Bắc á, tất cả những cái cây cối bắt đầu chuyển màu từ đỏ sang vàng. Nếu mà mình đi khoảng tháng 10 á, vào mùa thu thì nó sẽ đẹp hơn. Nhóm của Tâm có 8 người và cái chuyến đi thì kéo dài trong vòng 24 ngày từ miền Bắc tới miền Trung tới miền Nam của Ấn Độ luôn. Sau chuyến đi này mình có rất là nhiều kinh nghiệm. Nếu các bạn muốn đi Ấn Độ thì tiên là mình phải xin visa, tại vì Việt Nam chưa được miễn visa qua Ấn Độ. Bọn Tâm đã phải xin visa trước đó một tháng. Thứ hai là phải mang thật là nhiều đồ ăn theo, tại vì đồ ăn rất là khó ăn nè. Tại vì Ấn Độ người ta dùng rất là nhiều loại gia vị lạ. Cái cách mà nhóm của Tâm chọn khi mà đi Ấn Độ là mang theo rất là nhiều đồ ăn khô. Ví dụ như là mang theo cá khô nè, mang chà bông, mang theo nước mắm, mang theo rất là nhiều mì gói. Dưới trong những cái buổi ăn thì bọn Tâm sẽ tìm những cái chỗ mà người ta có bán cơm, thì mình chỉ cần mua cơm trắng hoặc là ở những cái nhà hàng đó người ta có gà thì là mình mua hẳn một con gà chỉ khi người ta luộc lên thôi. Thứ ba nữa là trước khi đi các bạn nên đọc thật là nhiều sách về văn hóa, về kinh tế chính trị và con người, về cảnh quan thiên nhiên ở Ấn Độ để mình khái quát được trong đầu là mình sẽ đến những cái vùng đất như thế nào và khi mình đến thì nó sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Và phải mua sẵn vé máy bay trước, tại vì nếu mà mình mua vé trước càng sớm á thì vé nó sẽ rẻ và mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Một cái rắc rối là những cái hãng máy bay ở đây á rất là hay bị hủy vé. Cho chúng ta từ Kathmandu về lại Bangkok, Thái Lan thì là bị hủy vé nhưng mà không ai báo cho mình cả. Nhưng tới lúc đi mình biết là hủy. Cái trạm dừng đầu tiên á là từ Việt Nam qua Bangkok, tại vì ở Việt Nam chưa có cái chuyến bay thẳng qua New Delhi nên ngày hôm sau thì từ Bangkok sẽ bay qua New Delhi. Nhưng mà hành trình của bọn Tâm là đi theo cái cung đường là từ phía Bắc xuống phía Nam, nên sau khi đến New Delhi thì bên nhóm của Tâm đã bay liền qua Ladakh, Kashmir. Cảm giác đầu tiên khi mà Tâm đặt chân đến Ladakh là wow, một cái vùng đất mà quá đẹp. Tại vì lần đầu tiên mình thấy được những cái ngọn núi tuyết trên đỉnh Himalaya. Tất cả những cái khung cảnh ở đó, con người, cây cối hoặc là động vật đó, mọi thứ rất là lạ và rất là đẹp.
đôi khi mình cũng ước là mình được giống được như những cái con cừu này, sống một cuộc sống mà không phải suy nghĩ gì quá nhiều. Đến một cái vùng đất mà mình cứ giơ máy ảnh lên là đẹp và không phải suy nghĩ về góc máy như thế nào thì là nó quá tuyệt vời đi. Tao rất là thích con người ở cái vùng núi đó, vẻ đẹp của họ nó khác với người Ấn ở New Delhi. Nhìn nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh thoát. Tâm có bắt gặp một cái cảnh là có một nhóm em bé ngồi trên bên một cái con suối và các em mang theo tập sách, và có một em lớn nhất giống như là chị cả của nhóm vậy đó thì ngồi dạy cho các em khác học. Ngay sau đó thì lại có một cái đợt gió thổi qua nữa, tung hết bụi mù lên. Tâm không nghĩ là mình có thể bắt gặp được trong cuộc đời thật, tại vì nhìn nó rất là nên thơ. Ấn tượng nhất vẫn là cái con đường được mệnh danh là con đường cao nhất thế giới, tên là Kadungla. Cái đỉnh cao nhất của nó là khoảng 5.600m so với mặt nước biển, trên đó phủ đầy tuyết. Khi lên tới cái đỉnh cao đó thì là mọi người vẫn không thể thở được. Có hẳn một cái trạm y tế của quân đội người ta đặt ở đó để giúp đỡ khách du lịch bị xỉu. Trên cái con đường đèo Kadungla đó, một bên là vách núi rất là cao, còn một bên là vực thẳm. Mà tao nghĩ là tất cả những cái vực thẳm mà mình đi ở Việt Nam không thể so sánh bằng cái mức độ nguy hiểm đó, tại vì lâu lâu thì mình nhìn xuống và mình cứ thấy xác xe hơi nó rải rác ở dưới đó, tức là tai nạn xảy ra nó cũng khá là nhiều. Cả đoàn ngồi trên xe im lặng nắm tay nhau cầu nguyện là làm sao qua khỏi cái đó càng nhanh càng tốt. Cảm giác là đây là một vùng đất nó có nhiều thứ đan xen quá, nó vừa yên bình, nó vừa rất là bảo tố. Sau một tuần ở Ladakh có quá nhiều những kỷ niệm đẹp, và sau đó thì nhóm của Quan Tâm đã tạm biệt anh chàng tour guide rất là dễ thương ở Ladakh để mà lên máy bay bay về New Delhi. Khi mà tới New Delhi thì có một cảm giác là khá là hụt hẫng, tại vì mình vừa ở một nơi đẹp như thiên đường lại quay về trần tục. Tại vì ở New Delhi vừa nóng nực, vừa quá đông đúc, vừa trộn rộn, rồi tiếng còi xe inh ỏi, đường xá thì nó cũng chật hẹp và kẹt xe liên tục, đúng là đến nó quá nguy hiểm. Ánh sáng đẹp nhất trong ngày đó là khoảng 4 giờ chiều thì Tâm đã chụp được rất là nhiều những em bé ở đó, và mọi người rất là thân thiện, rất là thích chụp ảnh. Khi thấy mình giơ máy lên thì mọi người tươi cười, và có những em bé là nó chỉ ra hiệu thôi, là kêu mình chạy về nhà của nó để chụp hình cả ba mẹ, anh chị em ở nhà luôn. Và mọi người cứ xếp hàng ra cả một gia đình để chụp hình. Nhóm quan tâm tới Jaipur được khoảng một ngày thì cảm thấy là cũng có nhiều cung điện, nhưng mà thật sự nó không quá ấn tượng, nên là nhóm quyết định rời đó sớm và đi thẳng qua Agra. Agra có một cái ngôi đền rất là nổi tiếng là Taj Mahal. Cái ấn tượng đầu tiên là wow, nó đẹp nhất từ xưa tới giờ mà Tâm và của nhóm bạn của Tâm đã được tận mắt chứng kiến. Công trình kiến trúc Taj Mahal được coi là một trong những công trình lăng mộ đẹp nhất ở Ấn Độ cũng như trên toàn thế giới. Taj Mahal được xây ròng rã suốt 22 năm. Đây là lăng mộ do vua Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ người vợ yêu quý của mình, hoàng hậu Mumtaz Mahal. Đến thăm Taj Mahal để cùng chiêm ngưỡng lại một trong những biểu tượng bất diệt của tình yêu, trường tồn theo năm tháng. Xung quanh Taj Mahal có một cái dòng sông rất là đẹp, và buổi chiều khi mà hoàng hôn xuống thì cái ngôi đền Taj Mahal nó sẽ phản chiếu xuống dòng sông, nên là quan tâm đã
hy sinh cả 3 ngày để đợi những cái khoảnh khắc đẹp đó để chụp chụp ảnh thôi. Có một điều nữa là ở xung quanh ngôi đền có rất là nhiều quạ, chúng nó cứ bay và kêu cả ngày vậy đó. Có một cái kỷ niệm trong lúc mình đang ngồi mình ngắm cái ngôi đền Taj Mahal, ngồi thẫn thờ đó, thì là tự nhiên có một cái con quạ bay ngang và nó đậu lên cây cột ngay trước mặt mình, thì và nó cứ đậu ở đó và nó rỉa lông rồi nó làm, nói chung là nó làm đủ trò, nó cứ nó tung cánh nhưng nó vẫn không bay. Có vẻ là một cái khoảnh khắc có 102. Sau khi rời Agra thì nhóm Trung Tâm lại lên xe lửa đi tiếp tới Varanasi, thành phố thánh của Ấn Độ. Varanasi mang đến cảm giác như đang trôi dạt giữa hai cõi âm dương huyền ảo. Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, cuộc sống thường nhật ở đây có những nét vô cùng độc đáo và kỳ thú. Cái mà ấn tượng mạnh nhất ở đây là cái khu thiêu xác người ở trên sông Hằng. Cứ khoảng mỗi ngày thì ở cái khúc sông này người ta thiêu khoảng 300 xác người. Người ta chất rất là nhiều củi ở những cái lò đốt, người ta không đốt cho thành tro hết mà kiểu như là đốt với hơi một phần nửa hoặc là khoảng 70-80% gì đó. Cái xác đó là được quăng xuống sông rồi. Tại vì lần đầu tiên thấy những cái cảnh mà thiêu xác như vậy thì là tất cả thành viên trong đoàn ai cũng tò mò hết và cũng muốn chụp lại những cái bức ảnh đó. Có một cái khó khăn là ở đây người ta không cho chụp ảnh. Ta nghĩ rằng việc chụp ảnh là nó không tôn trọng người đã khuất, nên là Tâm với những bạn ở trong nhóm đã tìm mọi cách để chụp được những cái bức ảnh này, nhưng mà cuối cùng thì cũng chụp được rất là nhiều ảnh. Tục lệ của người Ấn Độ, người ta quan niệm là phải một lần trong đời được đến sông Hằng và được tắm ở đó. Ở cái khu vực này có rất là nhiều những cái hoạt động khác mà Tâm có thấy rất là thú vị. Ví dụ như là người ta sẽ đến, người ta cầu nguyện nè, người ta tắm xong, có những đứa bé cứ mỗi chiều tụ tập tắm trên sông Hằng và tụi nó đứng từ trên cái mỏm đá rất là cao nhảy xuống nha. Rồi có những cái tiệm hớt tóc rất là nhiều, tại vì ở đây người ta có một cái phong tục là những cái em bé còn nhỏ khoảng 1-2 tuổi á, cạo đầu mấy em bé nó đi và cho mấy em bé tắm lần đầu tiên ở trên sông Hằng để các em bé sau này sẽ được khỏe mạnh hoặc là được ban phúc. Những con phố nhỏ, cũ kỹ và chật chội là nơi sinh hoạt và đi lại của cả con người và động vật. Tất cả những con đường nơi đây đều dẫn đến dòng sông qua những bậc thang rất dài. Những nhà khoa học người ta nghiên cứu cái dòng sông ở đây có rất quá nhiều xác chết và khá là ô nhiễm. Những con người đây người ta đã dùng cái nước này sinh hoạt bao đời nay nhưng mà vẫn không bị một cái dịch bệnh nào cả. Dễ thấy rằng ở Varanasi, mọi sinh hoạt của con người luôn gắn liền với dòng sông, và khi người ta kết thúc sự sinh tồn, dòng sông cũng là nơi để đón nhận tất cả những gì còn lại. Có một cái câu chuyện mà Tâm đã được trải qua ở Ấn Độ, nó đã thay đổi rất là nhiều về cái cách suy nghĩ và cách sống của mình. Có một lần cái anh tour guide ở Ladakh dẫn bọn Tâm đến một cái tu viện thì thấy rất là nhiều những nhà sư, họ đang vẽ tranh và những cái bức tranh rất là lớn, rất là hoành tráng, rất là nhiều màu sắc và phải tốn rất là nhiều tháng để mới hoàn thành cái bức tranh đó. Nhưng sau khi những nhà sư hoàn thành bức tranh thì họ sẽ mang đến một cái dòng sông hoặc một cái con suối nào đó lớn và họ sẽ vứt bỏ nó đi. Thì lúc đó mình mới ngạc nhiên, mình mới hỏi là tại sao khi mà người ta đã làm bỏ quá nhiều công sức để hoàn thành bức tranh thì lại bỏ nó đi. Thì anh ấy trả lời một câu rất đơn giản, đó là life is impermanent, tức là cuộc sống là vô định, không có cái gì nó tồn tại mãi mãi cả. Ngay cả chính bản thân con người chúng ta cũng vậy, là mình cũng không biết là ngày mai mình sẽ đi về đâu như thế nào nữa, nên việc gì phải mình cứ níu kéo vào những cái thứ vật chất xung quanh. Cái việc đó nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến những cái suy nghĩ và về cái quan niệm sống của Tâm sau này. Tâm nghĩ là khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta còn sức khỏe, thì chúng ta nên tranh thủ bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để khám phá cái thế giới xung quanh. Thì Tâm nghĩ là việc đó nó sẽ giúp cho mình sẽ trưởng thành hơn, sẽ biết được nhiều thứ hơn và đôi khi sẽ tìm được chính mình. Tâm hy vọng là cái cuộc hành trình ngắn của mình nó sẽ mang lại nhiều cảm hứng cho các bạn. Những bạn nào mà
đã còn ngần ngại chưa muốn đi thì sẽ vác ba lô lên và đi tiếp. Và rất là cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong một lần gần nhất.